Trời ơi, ăn liền lẹ luôn ha. Gì ăn có 99k mà gấp thế ghê vậy? Phải suy nghĩ tới cái mức tiền mình bỏ ra chứ. Hả? Anh hai bưng đi. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall. Hello anh em, đã lâu rồi thì tôi chưa có ra ngoài video. Thì hôm nay tôi sẽ ra ngoài video và sẵn giới thiệu cho anh em một cái quán buffet cachu. Nào bạn em cùng đi với tôi. I'll be here as your foundation. And I say hey yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say hey yo, we're holding home. And wake up yesterday. So hold on to me. Này có gì đây ta? Hold on. Đấy rồi. Đấy gì vậy? À, đây cá hồi mới ăn xong. Mới hồi không? Mới ăn xong. Ăn rồi chịu hả? Vừa thôi, ăn kia hết rồi không ạ? Đây là việc của mình. Ừ, đây là việc của mình đúng không? Rồi, bạn gì bạn? Đây bia đúng không? Ủa nãy kêu Tiger. Tiger đi. Hold on, hold on to me.
Đó lẩu à? Đừng lấy, hồi vòng lấy xong. Thôi lẩu à? Đây dạ. Trời ơi, ăn liền lẹ luôn ha. Đi ăn có 99k mà gấp ghê vậy. Phải suy nghĩ tới cái mức tiền mình bỏ ra chứ. Hả? Anh hai bưng đi. Until your face is shaking, there's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope in the wake of yesterday. So hold on to. Để biết đến những miếng cuối cùng để chi, không phải là tại vì thèm ăn mà tại vì để sợ đốt tiền hả? Tiết tiền mà tiết tiền sợ đốt tiền của tôi không Ben, đây cục này đó, cháy lửa đây. Quay nó đen nè, nó ăn gì hết nè, ăn mập rồi đó. Không. Cảm ơn. Đúng không nha. Có lại đi chị, quay quay cái dĩa của hai này chị hai. Quay qua anh hai nè, mình hai nè. Đâu. Dĩ này còn ăn quá trời nè. Cứ ăn không hết. Ăn hết là sao? Ăn hết nó mới không hết. Chứ phải là ăn nhiều, lấy nhiều phải không ăn hết. Khác nhau. Đây là đi lên khói. Đây là đường chính. Cao chân xanh. Cao chân là nó hơi cứng. Nó có xương. À không phải. Cái đó là cảm giác cứng của gân. Hòa đẹp. Hòa quyện với thịt mềm. Mà nó hơi cái thừa đầu chính nó hơi dài. Không thấy cái thợ thì càng yếu nữa. Nó sẽ rất là khó ăn. Không phải hợp cho người già, em sẽ để nhỏ. Gì quan hết trơn á, không biết con dở gì, nó hơi phê. Buffet ăn phê là ok. Rồi. Đối diện với buffet 99k là quán karaoke 5 sao 2.
đến đây review à, cho các bạn xem. Bạn luôn. Khu này khá là đông đúc luôn. Bữa nay ăn buffet 99k, nhưng mà ngày 7 nhật hình ra là 115k. Chỉ mà 99k. 99k là chỉ áp dụng cho ngày thường thôi, từ thứ 2 đến thứ 6.